Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam, và ngày hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng hai cầu của anh chị, được sản xuất vào năm 2015, và đây là xe cá nhân đi sử dụng khá là kỹ, bảo dưỡng hãng cũng rất là đều của anh chị. Biển số Bình Dương, xe này một đời chủ từ đầu luôn. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy mới vừa hoàn thiện khâu làm đẹp Marukuri, và Huy cũng muốn là quay sơ bộ để quý cô chú anh chị mình xem. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy đang chào bán với giá cực kỳ tốt luôn anh chị, 2015, xe đi đúng 70.000 cây số luôn, đi cực kỳ kỹ, và giá bán chỉ có 590 triệu thôi anh chị. Một chiếc xe hai cầu rất là đẹp nha. Thì Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình đi xem về cái mẫu xe này. Ga lăng mạ chrome sáng bóng, màu xám lông chuột, đèn cản này, đấy, rất là đẹp luôn anh chị. Có rửa đèn pha luôn. Anh chị thấy không? Về màu sơn, về kiểu dáng thiết kế, mâm màu đen. Mâm màu xám quý vị ha, màu xám. Đó, vỏ là còn nguyên bản theo xe này. Vỏ còn nguyên bản theo xe, những cái ron này, nhìn này. Đấy, đẹp không quý vị? Đó, khá là đẹp. Đèn nhìn những chi tiết bằng nhựa nhìn nó sáng và khá là đẹp luôn. Cửa. Đấy, những cái miếng tapi như thế này chủ xe có dán những cái đề can như thế này anh chị. Cho nên là không thích anh chị tháo ra như mới thôi. Đó, dán như thế này thì đâu có trài đâu. Thường nó hay trài những vị trí này nè các chị, nhưng mà chủ xe dán hết rồi. Cho nên khá là ok. Chống trài, lót sàn, simili, rồi ghế da nguyên bản theo xe, ghế chính điện đó anh chị nhé. Rồi vô lăng đây, anh chị nhìn vô lăng là anh chị biết cái chất lượng rồi. Đấy, vô lăng bọc da ốp gỗ này, có những phím đồng hồ đánh tay này, phím điều chỉnh âm lượng đó chị, điều chỉnh âm lượng. Rồi cần số này, cần số phụ này anh chị thấy không? Đó, đầu DVD, OLED nữa các chị, có camera hành trình ghi hình nữa, khá là tuyệt vời, rộng rãi thoải mái. Mà đạp thắng này, mà đạp ga, anh chị nhìn thấy là chất lượng rồi đúng không? Đó, những cái đường ray trượt ghế 2015, cửa đóng đồ rất là chắc nha anh chị. Đó, thì anh chị mua chiếc xe này về lái xe về và sử dụng thôi, xe đẹp lắm, nó ron rồi còn căng cứng mà. Thì thực sự là Fortuner thì bên Huy có những cái chiếc xe 2016, 2017 thì lúc trước cũng có, nhưng mà thực sự chiếc này về chất lượng thì khá là ổn ha. Xe này có camera gear này, cảm biến khoảng cách phía sau này, vỏ anh chị thấy đấy, vỏ sắp cua chưa rớt luôn anh chị. Wow, thực sự rất là hiếm có nha. 2015, quá tuyệt vời. Một chiếc xe phải nói là cọp, khá là cọp. Đi đúng 70.000 cây số. Rồi, thì Huy cũng sơ lược ha, cho quý cô chú anh chị mình nắm về một số những cái thông tin về xe với giá bán là 590 triệu. Fortuner máy xăng hai cầu rất là khỏe, và chất lượng ngoại thất nội thất của chiếc xe này thì không chê vào đâu được. Thì tiếp theo Huy mời quý cô chú anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết về nội thất cũng như là ngoại thất của chiếc xe và hệ thống gầm ạ. Hiện tại thì Huy đang ngồi trên chiếc xe Fortuner 2015. Thì anh chị cùng Huy mình xem chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên là mình thề xem táp lô này, còn đẹp lắm nha. Đấy, ok. Cửa gió thì xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động, và phía trước thì chúng ta có tới 4 cái cửa gió như thế này. Đấy, cho nên là hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh và lạnh khá là sâu. Còn đầu DVD đây là đầu Android rất là lớn, có dẫn đường, có những cái phần mềm rất là nhiều nha anh chị. Đấy, phần mềm S1 này, dẫn đường, rồi cảnh báo tốc độ, YouTube đồ tùm lum, nói chung là rất là nhiều zin nữa các anh chị. Rồi, đồng hồ tắp lô là 71.338 cây số, ô đô chuẩn nha anh chị nha. Ốp gỗ bọc da rất là sang trọng, và chị nhìn nè, nó không có bị mòn lẳng đâu nha. Đó, cái này cần số cũng vậy, cần số phụ cũng vậy. Đấy, ok, thì Huy cũng sơ lược ha, sơ lược thôi. Còn xe thì chất lượng thì như Huy chia sẻ, xe này chuẩn, mua về sử dụng khá là ok. Đấy, rồi mình sẽ đi sơ bộ phần nội thất, ghế da nội thất màu đen. Đấy, còn rất là mới, vị trí này mình có thể để đồ được các anh chị. Đó, những vị trí này chủ xe có dán này anh chị nha. Đấy, để ly nước mình sử dụng. Đấy, rồi bàn đạp thắng, bàn đạp ga, thảm lót cao su, thảm lót simili, ốp bật chống trầy. Đó, mọi thứ là đẹp. Thì khi anh chị bật đèn pha, anh chị bấm vào nút này thì nó sẽ rửa đèn pha nha. Cái này có chống trộm này, gương gập điện này, chỉnh gương. Cái này mình có thể điều chỉnh được cái độ sáng của cái màn hình táp lô.
Rồi phía sau mình sẽ xem táp bi cửa phía sau ấy, còn đẹp lắm các chị. Vị trí để ly nước này, đó, những cái ốp gỗ nó rất là sang trọng. Rồi vào bên trong, rộng rãi thoải mái, độ ngã của ghế khoảng mình có thể trượt tới lui, cái ghế sau vẫn có thể trượt tới lui được. Vị trí để ly nước ấy rộng rãi. Hệ thống điều hòa thì phía sau vẫn được trang bị hai cửa gió như thế này. Thì xe sẽ có hai dàn lạnh, và dàn lạnh của Toyota thì anh chị biết rồi, lạnh rất là sâu, làm lạnh rất là tốt luôn. Bệ tựa tay đấy, rộng rãi thoải mái, mua về sử dụng cho gia đình. Những chiếc xe như thế này không chê vào đâu được. Đấy, táp bi anh chị nhìn nè, táp bi rất là đẹp đúng không? Rồi rộng rãi, đây là khoang để đồ. Nếu như anh chị đi 7 người, anh chị gặp những cái băng ghế này xuống, trước khi gặp thì anh chị nhớ đây, mở cái này ra nha. Xe này thì ghế sau dường như là rất ít khi có người sử dụng. Xe chủ yếu là đi 1 đến 2 người thôi, không đi nhiều, cho nên là băng sau là ít khi sử dụng. Đấy, có ổ điện luôn anh chị. Đấy, rồi mình sẽ xem phía trước xem như thế nào. Đây, táp bi cửa sau bên phải. Đấy, tại các chị ron rồi nó còn căng nha, căng và đẹp lắm, căng cứng luôn nè. Huy đóng cửa cho anh chị nghe này nha. Đó, rất là chắc. Và xe này được cách âm, cách âm toàn bộ xe rồi, cho nên là ngồi bên trong anh chị khi mà chạy á không có nghe được, không nghe nhiều tiếng ồn ở phía ngoài vào đâu. Đó, cách âm này cũng rất là tốn tiền. Chủ xe này mua về sử dụng cho gia đình cho nên là chịu đầu tư, nào là đầu Android, nào là cách âm, đấy, đầy đủ. Ok, rồi sơ bộ cho quý anh chị mình nắm về phần nội thất. Bây giờ mình sẽ đi một vòng về phần động cơ cũng như là ngoại thất, hệ thống gầm, để anh chị đánh giá chi tiết hơn về chất lượng của sản phẩm. Đấy, các chị, Huy mời quý anh chị cùng với Huy xem phần động cơ. Đấy, còn rất là mới và đẹp nha anh chị nha. Từng bộ lon con tán, từng giắc điện, từng ống cao su, mọi thứ thì còn khá là ổn luôn. Cầm ABS, dây roa, động cơ nổ em lắm các chị. Bên Huy sẽ bảo hành về động cơ và hộp số là 1 năm hoặc 20.000 số cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Mình đi sơ bộ một vòng ha, để mình đánh giá cái phần ngoại thất, cái độ đều màu giữa các chi tiết này. Đó, chị thấy ha, khá là đều. Mình sẽ đi nhanh nha. Đó, khe hở giữa cản về rồi những cái ron cao su, ron cao su. Về màu sơn, anh chị thấy ha, độ đều màu, khe hở với các chi tiết. Những chiếc xe mà bên Huy mà cung cấp cho quý anh chị thì hoàn toàn yên tâm. Trước khi mà bên Huy mua về á, là bên Huy kiểm tra xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không gặp nước rồi. Về bên Huy là kỹ thuật sẽ kiểm tra rất là kỹ, chuyên sâu nữa anh chị, 176 ông mà. Hầu như là tất cả những cái tính năng của xe là đều được bên Huy kiểm tra rất là kỹ luôn nha, chứ không phải như bên ngoài mua về rồi bán cho quý anh chị đâu. Kiểm tra rất là kỹ, có những gì mà bên Huy cần làm, yêu cầu phải làm là bên Huy sẽ làm hết, đảm bảo khi giao xe đến cho anh chị là anh chị chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi. Thực sự rất là kỹ luôn. Đó, như Huy chia sẻ ha, xe còn rất là mới đẹp về ngoại thất, về nội thất, động cơ, gầm bệ. Đó, thì đây là những cái chiếc xe mà thực sự khá là tuyệt vời để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Thì với giá bán 590 triệu thì đây là một chiếc xe rất là hợp lý về giá cả, rất là tốt anh chị, cũng như là về cái chất lượng của chiếc xe rất là ổn luôn. Ấy, vỏ sắp cua chưa hạ luôn này ha, cầm về rồi nhìn sắc trưng rồi, rất là đẹp. Ok, anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.